Như vậy là tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên, hai đội sẽ bước vào 40 phút đầu tiên. Vẫn là Tấn Tài, Thạch Bảo Khanh và xin điểm về. Một đường cong tuyệt vời được vẽ ra. Một cú dứt điểm đúng với đẳng cấp của tiền vệ tấn công hàng đầu của đội tuyển Việt Nam trước đây. 1-0. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tiền tấn công này. Của đội AFC New Zealand khi thắng với tỷ số của trận đấu. Cú đá quá khó, nó đi với một quỹ đạo khiến cho thủ thành bên phía SFA Thái Lan đó là giá trị của cựu tuyển thủ của thể công và cũng như là đội tuyển quốc gia Việt Nam. Tiếp tục là pha tấn công dành cho cầu thủ Thái Thanh. Xin lỗi các bạn, đó là Avate Nha Trang. Cú dứt điểm không nhìn thấy bóng của Tấn Tài. Số 14 Lê Tấn Tài cho đội AT Nha Trang ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0. Ngay lập tức thì đã có thêm một bàn thắng nữa dành cho đội tuyển của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tuyến tấn công này. Xuất phát từ đôi chân của Đào Văn Phong. Một pha mở bóng cực kỳ ấn tượng dành cho người đồng đội trong màu áo của Khánh Hòa trước đây và cũng là như đội tuyển quốc gia Việt Nam. Một nhịp không chơi bóng và sau đó là cú dứt điểm quá khó. Tiếp tục là cú dứt điểm. Bàn thắng rất may mắn dành cho Bầu Thảo. Một tình huống chơi bóng có được sự tập trung đến từ thủ thành bên phía các cầu thủ SFA Thái Lan. Khi bàn thắng nâng tỷ số rất đơn giản. 3-0. Cú đá được tuyến này, bóng đi chìm. Nhưng thật sự nó đi không khó. Nó đi không khó để có thể dẫn đến bàn thua thứ 3 với SFA Thái Lan. Và dần gót có cảm giác rất tốt của Thạch Bảo Khanh. Nhưng nó hướng đến vị trí của Tấn Tài nhiều hơn là của trưởng ban tổ chức giải năm nay, ông Trần Phúc Tảo. Quả tạt bóng vào Tấn Tài. Rất may là đã không có bàn thua thứ 4 để cho các thủ SFA Thái Lan. Và đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0. Quá nhẹ nhàng. Số 15 là Văn Phong của đội AFC Nha Trang ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 4-0. Số 10 Vũ Quang của đội AFC Nha Trang ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 5-0. Đây sẽ là pha lên bóng dành cho thủ thành Thành, tốc độ của Văn Phong. Văn Phong anh đá với cả U18 hay là U21 thì còn chết chứ đừng nói là đá với cả trình độ lão tướng. Quá đơn giản. Một tình huống bắt nguồn từ khu vực giữa sân. Số 15 là Văn Phong của đội AFC Nha Trang tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 6-0. Một pha qua cả thủ môn bên phía SFA Thái Lan để đưa bóng vào lưới trống. Hải Gà là người đã thu hồi bóng. Đặng Phương Nam, tốc độ của cầu thủ người Nam Định. Nhả ra Hải Gà. Và phối hợp vô cùng đáng tiếc của những cựu tuyển thủ quốc gia trước đây.
Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tình huống lên bóng này của các thủ AVT Nha Trang. Huấn luyện viên Đặng Phương Nam đã quan sát rất kỹ trước khi tung ra cú nhả lại cho người đàn em. Trong những ngày FIFA Day sắp tới để đối đầu với đội tuyển Nga. Tiến tạt bóng vào, rất cong đến từ Đặng Phương Nam. Rất đáng tiếc những pha phối hợp của những người con Nam Định. Người chọn cuối cùng đó là anh Ticino. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại tiếng lên bóng này. Quả tạt bóng được nắm rất kỹ. Cú dứt điểm thì lại đi hơi cao. Các lộ điền. Người đang di chuyển là Lọng Jim. Tiếp tục là quả tạt bóng vào nhưng bóng đi quá sâu. Ở trận đấu hôm nay thì đang có rất nhiều những pha bóng hài hước đến từ các thủ môn. Ở trận đấu ra quân thì chúng ta đã được chứng kiến tình huống chơi bóng như mơ ngủ đến từ thủ thành của Hàn Quốc. Còn đây là người đàn ông rất tội nghiệp, thủ thành số 18 của SFA Thái Lan. Cơ hội Ticino. Ticino đã bị níu chân ở lại rồi. Với những cầu thủ tốt nhất, với những cái tên của họ ở trong giải đấu năm nay. Chú ạ, chứ còn bàn thắng thứ 8 rồi. Và đó là Hải Gà. Liệu rằng đây có phải là một trận đấu có tỷ số là con số có hai chữ số hay không? Số 12, Nguyễn Văn Hải của đội AT Nha Trang. Ghi bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 8-0. Chú theo dõi bóng đá Khánh Hòa rất là lâu, con cũng đã chào chú khá nhiều lần rồi mà. Cứ mỗi lần mà Cam Ranh đá là chú sẽ hỏi hai anh em như kiểu chú Sáu này rồi mấy anh em của Cam Ranh. Chúng ta đã được theo dõi lại tình huống dứt điểm này của Hải Gà. Phát triển trở lại ở sân 11. Phát lên bóng dành cho các thủ SFA. Dứt điểm. Đó là một tình huống chuyền bóng về đến từ đôi chân của Sifan. Cầu thủ nhìn trông rất Thái Lan. Chào trọng tài Long Sport. Chào anh Nguyễn Chí Ngọc Khoa. Nếu tôi nhớ nhầm thì anh Nguyễn Chí Ngọc Khoa là thành viên của Hồng Lạc, Lâm Đồng. Chào anh Huỳnh Ngọc Thắng. Nếu như ở trận đấu giữa Thái Lan, xin lỗi các bạn, giữa Trường Giang và Hàn Quốc thì có thể là với lý do trời nắng. Chứ còn tôi cũng không hiểu là vì cái lý do gì mà trong bóng vừa rồi thủ thành của Thái Lan lại có thể có được một pha xử lý như vậy. Và đúng lúc này thì tiếng còi của các trọng tài cũng đã kết thúc trận đấu của chúng ta. Tỷ số là một con số có một chữ số, nhưng đó là con số có một chữ số lớn nhất